Các bạn sẵn sàng bỏ ra hơn 30 triệu đồng để mua chiếc iPhone 15 Pro Max của mình, nhưng mà các bạn dường như đang bỏ qua việc là chúng ta lựa chọn những món phụ kiện cần thiết cho chiếc điện thoại. Hoặc là mình nhận thấy rằng là một số bạn cũng có mua đó, nhưng mà các bạn mua những cái phụ kiện nó không có đáp ứng được những cái trải nghiệm tuyệt đối khi mà các bạn sử dụng chiếc điện thoại. Thì trong video ngày hôm nay, như các bạn có thể thấy trên bàn mình có rất nhiều những loại phụ kiện khác nhau, ốp lưng, cáp sạc, rồi kính cường lực các kiểu. Thì ở trong đây có những hàng có mức giá tầm trung, tầm thấp, nhưng có những hàng rất là cao cấp và tất cả mình đều đã trải qua hết rồi. Trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giải thích cho các bạn là chỉ ra xem rằng là món phụ kiện này chúng ta không nên mua và món phụ kiện này chúng ta nhất định phải mua để có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất khi mà các bạn sử dụng. Và hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay với mình nhé. Ok, và đầu tiên luôn ha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái adapter sạc này. Thì các bạn cũng biết là khi mà các bạn mua iPhone 15 á, thì ở trong hộp á, nó cũng không có cái adapter sạc rồi, đúng không? Và công suất tối đa trong chiếc iPhone 15 có thể nhận được nguồn điện đó là 25W thôi. Thì mình cũng gửi cho các bạn ngày hôm nay một củ sạc của nhà Xmobile. Thì cái củ sạc này công suất của nó hiện tại là 20W thôi, và mình cũng có trải nghiệm thử ở trên cái cục sạc này chiếc điện thoại của mình. Thì khi mà sạc á, mình cảm thấy là nó không có quá nóng và nó vẫn có thể đáp ứng đủ được cái nguồn năng lượng khi mà mình sạc vào điện thoại. Bởi vì như mình có nói lúc nãy, iPhone nó chỉ nhận tối đa là 25W thôi. Khi mà các bạn sử dụng những cái cục sạc công suất như là 100W, 65W đó chẳng hạn, thì nhiều khi nó cũng không có cần thiết lắm. Thì cái cục sạc này với mức giá rất là phải chăng và hàng của Xmobile nữa, cho nên là các bạn có thể lựa chọn cái cục sạc này để có thể sử dụng chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max của mình ha. Và ngoài ra thì nếu như mà bạn nào chúng ta có những cái nhu cầu nó cao cấp hơn, các bạn có thể sử dụng một cái củ sạc này của nhà Meizu chẳng hạn. Củ sạc này nó sẽ có hai cổng sạc Type-C cùng một lúc luôn. Các bạn vừa có thể sạc được cho chiếc iPhone 15 Pro Max của mình nè, nhưng đồng thời các bạn cũng có thể sạc được song song một cái thiết bị phụ kiện nhỏ nhỏ giống như là tai nghe hay là chuột chẳng hạn. Thì cá nhân mình trải nghiệm trên cái cục sạc này nó rất là chất lượng luôn. Và ngoài cái ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn, các bạn có thể mang đi rất ở đâu rất là tiện, thì nó chân cắm của nó còn có thể gập ra gập vào như thế này. Thì đây là một trong những cái mà mình rất thích ở trên cái cục sạc này. Và khi mà các bạn mua iPhone 15 Pro Max á, thì Apple cũng đã cung cấp cho bạn một cái dây Type-C. Nhưng mà hậu đậu như mình, đôi khi xài á, thì mình vứt ở đâu đó, mình quên mất tiêu, hoặc là mình làm mất, mình làm đứt dây nữa, thì ở đây mình đang có một cái cổng cáp sạc C2C của nhà Xmobile. Thì công suất tối đa của cái Xmobile này lên đến là 60W luôn. Các bạn vừa có thể tận dụng sạc cho chiếc iPhone của mình, và các bạn có thể sạc luôn cho cả laptop của mình nữa. Và cái kích thước của cái dây này nó chỉ là 1m thôi, cho nên là nó rất là ngắn gọn và nó sẽ hạn chế cho các bạn cái tình trạng là bị đứt dây nữa. Và tiếp theo là một cái món phụ kiện mà mình nghĩ rằng là tất cả các bạn khi mà mua chiếc điện thoại iPhone rồi thì chắc chắn phải mua luôn, đó chính là những chiếc ốp lưng như thế này, để có thể bảo vệ cho các bạn khi mà tình trạng các bạn sử dụng mà rớt điện thoại nè, hoặc là có va chạm đâu đó, thì nó cũng sẽ hạn chế được tình trạng vỡ, nứt hay là mớp chiếc điện thoại của chúng ta. Thì ở đây mình đang có đầu tiên là những chiếc ốp lưng chính hãng của Apple ha. Đây chính là những chiếc ốp lưng sẽ dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn sử dụng hàng chính hãng của Apple, và mức giá nó cũng khá là cao nữa, nhưng mà đổi lại thì chất lượng nó cực kỳ tốt luôn. Đây là bộ ba ốp con nhà giàu ha, mà mình vẫn thường hay nói á. Đó chính là ốp clear case, ốp fiber woven và ốp silicone. Thì ở trên kênh Thế Giới Phụ Kiện cũng đã có rất nhiều video nói về những chiếc ốp lưng này, thì các bạn có thể thấy được những ưu điểm tuyệt vời của nó, đặc biệt là cái ốp fiber woven mới nhất lần này của nhà Apple, nó được làm từ vật liệu tái chế ha. Và hiện tại thì con ốp này cũng đã có rất là nhiều những cái hàng fake nó xuất hiện trên thị trường. Và ở trên kênh của mình luôn, như là anh Tiến á, anh cũng có làm một cái video so sánh về cái ốp này. Thì cái ốp này khi mà các bạn ốp vào máy á, thì cái cảm giác nó rất là chắc chắn luôn, những cái nút tác vụ hay là những cái mức độ hoàn thiện nó rất là khít ở trên máy của chúng ta. Thì so với những con hàng pha ke trên thị trường á, đặc biệt là những con hàng đó các bạn mua rất là nhiều bởi vì cái giá của nó là phải chăng, đúng không? Tuy nhiên thì ở đây mình muốn nói đến cái trải nghiệm của người dùng. Nếu như mà các bạn muốn chiếc điện thoại của mình có được một cái trải nghiệm nó tốt nhất nè, nó hoàn thiện nhất và nó tuyệt vời nhất, thì các bạn sử dụng những cái hàng này của Apple. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng thử thì các bạn sẽ có thể cảm nhận được những cái chất lượng tuyệt vời của nó. Cầm vào nó rất là chắc chắn, cầm như là không cầm như đó các bạn. Và khi ốp vào thì nhìn chiếc điện thoại của chúng ta nó nhìn vẫn rất là gọn gàng. Trong khi đó thì những con hàng pha ke ngoài như các bạn mua tầm giá khoảng 60-70 ngàn cũng có, 100 hay 120 cũng có, nhưng mà cái chất lượng nó không bằng và mức độ hoàn thiện nó cũng kém nữa. Cho nên là mình nghĩ rằng là với những ai mà chúng ta muốn đầu tư một xíu về những cái thiết bị phụ kiện, đặc biệt là ốp lưng như thế này, thì các bạn nên lựa chọn hàng chính hãng của Apple nha. Bởi vì mình đầu tư cho khoảng thời gian dài mà, cho nên là những con ốp này nó thật sự là một cái món phụ kiện rất là cần thiết cho chiếc điện thoại của chúng ta, cho nên là các bạn cũng nhớ là cân nhắc về cái phụ kiện này nha.
Ok, và ngoài những cái ốp chính hãng này của Apple thì nếu như bạn mà chúng ta có một cái hầu bao nó hạn một xíu thôi nhưng mà vẫn muốn một cái ốp lưng nào nó thực sự chất lượng thì đây, những cái hàng bên thứ ba này nó cũng là một trong những cái gợi ý mà mình muốn suggest cho các bạn ngày hôm nay ha. Thì đây chủ yếu là những cái ốp click case, những cái ốp trong. Thì ưu điểm của nó như các bạn có thể thấy là mức độ gia công nó cực kỳ tốt luôn và nó cũng không khác gì hàng chính hãng của Apple cả. Những cái chi tiết này từ nút bấm này cho đến những cái lỗ quét nó rất là vừa khít luôn, nó không có bị gọi là cắt phạm hay là nó sẽ bị hụt hay là thiếu ở chỗ nào cả. Và cái ưu điểm đó là gì? Những cái click case này thì bình thường khi mà các bạn sạc á thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là ố vàng, trong khi đó những chiếc silicone nó thì ít nhiều trong khoảng thời gian dài nó cũng sẽ bị cái tình trạng đó gây mất thẩm mỹ. Đó, và các bạn vẫn có thể sử dụng những cái ốp này ốp vào điện thoại chúng ta một cách rất là bình thường, trơn tru mượt mà nữa ha. Những cái nút bấm, những chi tiết được làm cực kỳ chắc chắn luôn. Cho nên là tóm lại là nếu như bạn nào vẫn muốn một chiếc ốp lưng tốt ha, chính hãng mà mức giá ok phải chăng nữa thì những cái hàng này nó cũng rất là tốt cho các bạn có thể lựa chọn luôn. Ta-da, các bạn có thấy không? Trên bàn mình tiếp theo nè, đây là những món phụ kiện kính cường lực thôi các bạn. Và đặc biệt là những người mà hay hậu đậu như mình làm rơi điện thoại á, mà cái màn hình nó nứt á, thì các bạn có biết mà đồ Apple khi mà điện thoại á nứt màn hình hay là bị hư một cái á, là các bạn sẽ sửa rất là mắc tiền đúng không? Tuy nhiên thì để có thể bảo vệ tuyệt đối nhất thì những chiếc kính cường lực này sẽ là một trợ thủ rất là đắc lực cho các bạn khi mà sử dụng. Thì ở đây mình đang có kính cường lực bình thường lẫn kính cường lực chống trộm, cũng như là mình đang có đây là một cái lens bảo vệ camera luôn. Thì chắc mình sẽ nói về cái lens này trước ha. Thì các bạn có thể thấy được rằng là ở trên thị trường có rất là nhiều những cái loại lens camera khác nhau với rất nhiều những tầm giá. Thì nếu như mà các bạn mua những cái loại hàng mà giá rẻ mấy chục ngàn thôi, khi mà các bạn sử dụng ở trong một thời gian ngắn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video và ảnh cho ra. Thì ở trên kênh TikTok của Thế Giới Phụ Kiện mình nó cũng đã có một cái video nói về cái vấn đề đó rồi. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh nó cho ra cực kỳ tệ và nó không có chân thực gì cả, nó bị mờ nhòe và nó ảnh hưởng rất là nhiều khi mà các bạn chụp ảnh. Thì nếu như mà các bạn đã muốn đầu tư rồi thì các bạn hãy đầu tư cho mình những cái con lens camera xịn như thế này. Còn nếu như không thì các bạn tuyệt đối nha, đừng có mua những con rẻ tiền mà hãy sử dụng trần cho mình nha. Thì ở đây mình đang có một cái con này của nhà Uniq Optics. Thì đây là một cái lens camera cực kỳ chất lượng luôn và hình ảnh nó cho ra rất là sắc nét. Khi mà các bạn chụp thì các bạn sẽ không có lo quá về việc là hình ảnh của chúng ta nó sẽ bị mờ nhòe trong thời gian sử dụng. Thì nếu như mà đã đầu tư rồi thì các bạn nên sở hữu cho mình những cái hàng chất lượng như thế này, bởi vì khi mà các bạn chụp ảnh ra thì cái chất lượng ảnh nó rất là chất lượng, rất là sắc nét luôn, chứ không như những con rẻ tiền vừa rồi. Cho nên là các bạn nhớ lựa chọn cho mình những cái hàng chính hãng như thế này, chất lượng tốt nha. Các bạn có thể thấy là ở trên bàn mình rất là nhiều những cái miếng kính cường lực ở đây. Thì không biết các bạn tâm lý giống như mình hay không, khi mà mới mua chiếc iPhone thì mình phải ngay lập tức đi ra dán liền những cái miếng kính cường lực như thế này, bởi vì mình khá là hậu đậu trong cái việc mà giữ gìn chiếc điện thoại á. Khi mà những cái thao tác thường ngày mình sử dụng á, như là mình bỏ túi nè, hay là mình lấy ra lấy vô, bỏ ba lô đồ, hoặc là nhiều khi nó cấn chìa khóa đồ, thì nó sẽ gây ra những cái vết xước nhỏ hoặc là thậm chí là những cái vết trầy cực kỳ lớn luôn. Nên là những cái miếng kính như thế này sẽ là một cái trợ thủ rất là đắc lực. Thì ở đây chắc mình lấy ví dụ về cái con Mi Palkin Bull này đi ha. Thì Mi Palkin Bull này quá là nổi tiếng rồi và mình cũng đã có sử dụng cái dòng kính này cho những cái điện thoại trước đó mình đã sử dụng. Mình sẽ có một cái tip như thế này cho các bạn để mà các bạn mua những kính cường lực này, thì nó không chỉ là Mi Palkin Bull đâu mà còn tất cả những cái loại kính khác. Đó chính là các bạn hãy để cho mình những cái chỉ số để có thể xem coi là cái miếng kính nó xịn sò hay không, giống như là cái độ cứng của nó phải lên đến là 9H đi, thì nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm nó an toàn hơn khi mà các bạn lỡ rơi rớt điện thoại thì nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng vỡ nứt nè. Ngoài ra thì những cái kính này nó xịn hơn nữa, nếu như mà nó có thể chống được ánh sáng xanh cho các bạn nè, nó có thể hạn chế được giống mồ hôi, vân tay và nó hạn chế được chảy xước nữa. Thì khi đó khi mà các bạn trải nghiệm những cái tác vụ giải trí nè, học tập hay là chơi game, xem phim này nọ, thì nó cũng sẽ cho ra một cái chất hình ảnh cực kỳ trong luôn. Và Mi Palkin Bull đó giờ rất là nổi tiếng ở cái việc là họ có một cái độ vát cong màn hình vát viền rất là ôm, và cái cảm giác khi mà trượt sử dụng lướt web thì nó không có bị rít, nó rất là mượt mà luôn. Cho nên là đây là một trong những cái điểm mình rất là thích, và đây cũng là một trong những cái yếu tố mà khi mà các bạn lựa chọn những cái miếng kính cường lực thì nó sẽ phù hợp như thế nào, chứ đừng có lựa chọn những miếng kính nó có một cái giá thành nhưng các bạn bên ngoài các bạn dán nó rẻ rẻ thôi, nhưng mà khi mà sử dụng thì nó bị mờ đục, nó bị vân tay rồi, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh đó. Cho nên là các bạn nhớ lưu ý cho mình đầu tư những cái miếng kính nó chất lượng như thế này để có thể đảm bảo kết hợp với chiếc điện thoại của chúng ta trong một cái khoảng thời gian, một cái thời lượng sử dụng và một cái trải nghiệm nó tốt nhất nha. Đây, một cái phụ kiện nữa mình nghĩ cũng rất là cần thiết luôn với những người mà có cái tần suất sử dụng điện thoại liên tục giống như mình nè, đó chính là những chiếc cục pin sạc dự phòng ở đây. Thì ở đây mình đang có hai loại, một loại bình thường, một loại là sạc hết iPhone. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua với cục sạc hết iPhone này thôi. Thì các bạn có thể thấy là
ưu điểm là gì? Rất là nhỏ gọn luôn, có thể hít vào như thế này là bạn đã có thể sạc được cho chiếc iPhone của chúng ta một cách rất là tiện lợi rồi và không chiếm quá nhiều diện tích. Mình thấy được rằng là cái cục sạc này nó có cái chân chống như thế này. Ngoài ra thì với cái ưu điểm vượt trội của nó là không có dây nhựa lằng nhằng, cho nên là khi mình hít vào mặt lưng iPhone như các bạn thấy nó rất là gọn gàng. Thì với những bạn nào mà chúng ta có thích cái sự gọn gàng tiện lợi nè và một cái thiết bị vừa đủ để tích trữ nguồn năng lượng cho các bạn có thể hoạt động được cuối ngày luôn thì ok, cục sạc này đáp ứng tốt. Ngoài ra một cục sạc nữa mình cũng sẽ gửi cho các bạn ha. Đây, một cục sạc của nhà X-Mobile. Thì mình thấy được rằng là cái cục sạc này á nó rất là tiện lợi chỗ là các bạn đã có những cái sợi dây cáp sạc sẵn ở trên cái cục sạc của chúng ta luôn. Các bạn không cần phải mang quá nhiều những dây nhựa lằng nhằng bởi vì nó nhà sản xuất cũng đã để sẵn cho các bạn những cọng dây ở đây, có Type-C, có Lightning đủ thứ luôn. Nói chung là tùy vào nhu cầu của các bạn thôi. Nếu như mà thích sự thuận tiện gọn gàng không dây nhựa lằng nhằng thì sử dụng con này cho mình. Còn nếu như mà các bạn muốn một cái dung lượng nó cao hơn nè, nói chung là dây nhựa có sẵn luôn mà sạc thì chỉ cần rút dây cắm vào thôi thì ok, lựa chọn con này. Nói chung là tùy vào nhu cầu sử dụng, tùy vào mục đích mà các bạn lựa chọn sao cho hợp lý nha. Và đó chính là tất cả những gợi ý của mình về những món phụ kiện dành cho iPhone 15 Pro Max. Thì nói chung là tùy vào nhu cầu cũng như là mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn những món phụ kiện phù hợp với bản thân mình. Nhưng mà các bạn đã đầu tư một số tiền rất là lớn vào chiếc điện thoại rồi thì những món phụ kiện này các bạn mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ phải đầu tư theo đi, bởi vì nó cũng sẽ hạn chế được cái sự chày xước này cũng như là bảo vệ sản phẩm tốt nhất cho bạn. Còn bạn nghĩ gì về những phụ kiện ngày hôm nay thì hãy nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Tạm biệt. We'll be right back.